I think that Vietnam is going to be number one in PMU in Asia. And I love the Vietnam. It's my first time in Asia, and the energy I get from all my colleagues and the students is amazing. Cảm ơn ban tổ chức rất nhiều và hy vọng là năm sau mọi người sẽ cùng có mặt để ủng hộ và tham gia chương trình này. Em xin cảm ơn cô giáo của em là cô Nhung Phan và Mr. Tú đã tạo ra sự kiện này để cho em học hỏi thêm và được gặp gỡ 11 master trên thế giới. I hope we will see you next time, because this conference is not last one. I'm very happy to be here. It is very honor for me to meet all my colleagues around the world. I appreciate the organization PMU 2018. I hope to see you next year. Amazing organization. And we will back here. Rất là cảm ơn mọi người đã đến tham dự vào cái hội thảo chuyên ngành PMU được tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam. Và đây là một trong những cái hội thảo mà lớn nhất mà mình có thể tự hào và nói rằng là đây là một cái hội thảo khá là lớn từ đó đến giờ bên Asia. Thực tế ra là trên thế giới có rất nhiều người giỏi, luôn cả Việt Nam nữa. Thì năm sau hứa hẹn sẽ mang đến mọi người nhiều bất ngờ hơn. Thank you. Bye. Xin chào.